Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài ban cho lộc lớn, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến, mình được Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý cô bác tuổi Canh Tý là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn, lội ngược dòng số phận, hóa hung thành cát nhờ có được các sao cát tinh soi chiếu, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý cô bác diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc bình an, sức khỏe như thần? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Cầm tinh con chuột, người sinh năm 1960, có khả năng giao tiếp tốt, thích sự sôi động, náo nhiệt. Họ còn có ưu điểm là chất phát, thật thà, không thích thể hiện bản thân và biết tôn trọng mọi người xung quanh. Năm sinh dương lịch, từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961. Năm sinh âm lịch, Canh Tý, mệnh thổ, bích thượng thổ, đất tò vò. Tương sinh, mệnh kim, hỏa, tương khắc, mệnh thủy, mộc. Nam, cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Nữ, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, giáp, bính. Địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu. Người tuổi Canh Tý luôn tiên phong dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, họ tháo vát xuất sắc và là những người có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo, người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ, những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Họ rất giỏi đưa ra lời khuyên và những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Dù bất kỳ trong công việc nào, anh em nhà Canh Tý luôn mang lại một luồng gió mới và sự sáng suốt, thấu đáo trong công việc của chính họ. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, được mọi người yêu quý, họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Nhìn bề ngoài tuổi Canh Tý có thể là người trầm lắng, ít lời và nghiêm túc. Nhưng trên thực tế, họ lại rất dễ bị kích động, song họ lại rất giỏi kiềm chế bản thân, họ có một trái tim sôi nổi, lạc quan, vui vẻ, dễ mến, dễ gần. Họ thích kết giao bạn bè, vì thế cũng có nhiều bạn bè xung quanh, cũng có một phần nhỏ những người tuổi Canh Tý thích ca cẩm và cằn nhằn. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc này là do sự lười nhác và lãng phí của người khác mang lại, họ thường là người giỏi che giấu kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi họ đã nổi nóng hay vô lễ, đó là khi đã vô cùng buồn bực và tức giận. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu. Họ luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi. Nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy họ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang nhưng họ không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi. Nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Họ đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó. Mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu họ sẽ nhường nhịn,
quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy, nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Nam mạng Canh Tý. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này bạn sẽ dần gặt hái được thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau nên cuộc sống thường hòa thuận vui vẻ. Càng về già, cuộc sống của bạn càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn không được tốt, vì vậy cần chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Nữ mạng Canh Tý. Cuộc đời của nữ mạng Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả, khổ cực. Càng về trung vận, hậu vận cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình biết giúp đỡ lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời vun vén giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe của Canh Tý cũng khá tốt, ít ốm đau, bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Tiếp theo xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết các phương diện của tuổi Canh Tý tháng 10 âm lịch 2023. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Canh Tý nam nữ mạng, sinh năm 1960 tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tháng 10 âm lịch 2023 cho thấy, công việc của người tuổi Canh Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. Thời điểm này các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng của họ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt trong tháng có Thiên Đức Cát Tinh hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt. Vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này, chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là, chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực. Làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý nam nữ mạng, sinh năm 1960, tháng 10 âm lịch 2023. Tháng 10 âm, người tuổi Canh Tý sẽ có tin vui về đường tài lộc, con giáp này được thiên tài trợ mệnh. Nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế đều được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó, khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều. Có thể sẽ cần phải chờ thời cơ thích hợp, dù vậy phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đều đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Đối với người kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Tháng này bát bạch tài tinh bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị vượng tài khí. Tài vượng vị này bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài, phát lộc. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Canh Tý nam nữ mạng, sinh năm 1960, tháng 10 âm lịch 2023. Người chồng vợ thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người tuổi Canh Tý nhận ra rằng, khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Thủy dưỡng kim vợ chồng tuổi Canh Tý tháng này đang có nhiều cơ hội bên nhau, hãy lấy thời gian này để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, cát tinh mang theo cát khí. Có thể sẽ có nhiều tin vui, chuyện mang thai sinh nở cũng dễ dàng hơn, có thể đặt tượng Quan Âm Tống Tửu trong phòng ngủ để phong thủy vượng hơn giúp chuyện con cái được suôn sẻ.
Về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tý nam nữ mạng, sinh năm 1960, tháng 10 âm. Bước sang tháng 10 âm lịch, về tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tý không có gì đáng lo ngại, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, bản mệnh được cát tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân bạn bè, hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, trong tháng có hợi thủy gặp tí thủy, thúc đẩy thủy khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú chuột sẽ sụt giảm. Không những ở phương diện khác mà cụ thể sức khỏe ở đây cũng dễ gặp vấn đề về thận, dạ dày, bạn cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch năm 2023. Mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Canh Tý. Nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần 1, tuổi Canh Tý, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Canh Tý trong tuần đầu của tháng mới có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc, mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Canh Tý, thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này, thực thần sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân. Từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ. Tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân, bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, sửu, tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, vàng. Con số phát tài, 17, 85, 62. Xem tử vi tuần 2, tuổi Canh Tý, tháng 10 âm lịch 2023. Bước sang tuần 2, người tuổi Canh Tý có vận trình hung cát đan xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi Canh Tý thực sự chẳng mấy may mắn. Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt. Kiếp tài làm cho thô lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Canh Tý đang trải qua một thời gian đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, sửu, hợi, tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài 50, 66, 82. Xem tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý, tháng 10 âm lịch 2023. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy, người tuổi Canh Tý sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người,
hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Trong tuần cũng có sao dịch mã xuất hiện, khuyên những người tuổi Canh Tý cần phải kiên trì, chịu khó khi vướng phải khó khăn. Nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khó nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Canh Tý, bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, dậu, mão. Màu sắc may mắn, vàng, ánh kim, con số phát tài, 09, 73, 88. Xem tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý, tháng 10 âm lịch 2023. Bước sang tuần cuối của tháng Quý Hợi, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý cơ bản là tiến triển thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Canh Tý phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chịu ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết giang dở. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ý, sửu, tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, vàng, đen, con số phát tài, 37, 05, 89. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tỉnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại, mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại, viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề, nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt, đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ, sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ là ngọn lửa thắp sáng lối đi trên con đường của chính bạn. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi, kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con, vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 13. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, bởi lẽ đời người chỉ dài bằng gang tay.
hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 14. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 15. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn được nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ bị khiến người thương bên cạnh thức giấc. 16. Chỉ cần bàn chân của con vẫn đứng trên mặt đất, thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này, thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại. 17. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 18. Sở dĩ người ta đau khổ, chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 19. Nếu con không muốn giúp phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não, vì chính tâm con không muốn buông xuôi nổi. 20. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra, có người không có chân. 22. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 23. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 24. Con phải luôn mở lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương con, phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 25. Sự chấp trước của ngày hôm nay, nó sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 26. Khi nào con thật sự buông xuống, thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 27. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 28. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 29. Con cứ xem như những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 30. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 31. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 32. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 33. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 34. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 35. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 36. Đừng trách, đừng buồn, đừng than thở, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẽ bàng. 37. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 38. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển động vô bờ. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.